Đây là chiếc khay trà gỗ chắc khảm ốc Nhật Bản các bác nha, chứ không phải là khảm ốc Singapore đâu. Còn nếu mà khảm ốc Singapore cái khay này á, màu sắc như thế này thì nó phải rơi vào tầm độ ở đâu đấy khoảng 8-9 triệu. Nhưng mà chiếc khay này tại sao nó lại rẻ đến như thế, nó chỉ có hơn 3 triệu đồng thôi. Bởi vì cái nguyên liệu ốc Nhật Bản này này nó có sẵn rất là nhiều là một. Thứ hai là cái dòng ốc này nhìn nó gọi là chúng ta chơi vậy thôi. Còn nếu mà xét về độ nghệ thuật thì chiếc khay này chẳng có gì nghệ thuật cả. Đó. Cái thanh này thì khảm là nhị thập tứ hiếu này, bên dưới là khảm dây dưa này, khảm cũng rất là kỹ rồi đúng không ạ? Bên trên này, trên mặt này thì khảm đồng quê này. Đó, nhưng mà với giá là hơn 3 triệu đồng thôi nha các bác nhá. Đó, chúng ta đừng có để bị lừa khi mà mua quá đắt những cái sản phẩm như thế này. Bởi vì gỗ này thì nó là gỗ vụn rồi. Gỗ vụn như giả sử bọn em làm những cái bộ ghế như này thì còn thừa gỗ ra thì chúng ta sẽ làm vào những cái khay này. Chứ không có ai người ta xẻ cái cục gỗ to ra để mà làm những chiếc khay bé như này đúng không ạ? Đó, và đặc biệt là đây nó là ốc Nhật Bản chứ không phải ốc Singapore các bác nha. Đấy, các bác xem này. Có rất là nhiều bác đã phải mua nhầm cái loại khay này nên đến 5-6 triệu đồng thì thực sự nó rất là đáng tiếc các bác nhé.